Đây có chiếc xe đây các bạn, qua các bạn. Qua các bạn ơi, đây có chiếc xe đây các bạn. Ở đây có hộp gì đây các bạn? Qua một hộp. Ở đây có gì đây các bạn? Qua ở đây có một chiếc xe công ke đây các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây. Wow 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 các bạn ơi, nè nè nè, chiếc xe này chạy còn mạnh lắm nha. Đó, nó siêu sức mạnh luôn. Wow! Các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe. Wow các bạn ơi, đây là chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát. Ở đây có hộp gì đây các bạn? Wow các bạn ơi. Wow, hay chưa bạn? Wow! Hộp gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một hộp xe cứu hỏa các bạn. Gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở thùng xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container hộp gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, đây là hộp xe. Ở đây có gì đây các bạn? Wow các bạn ơi, ở đây có một wow các bạn ơi, chiếc xe chạy nhanh chưa các bạn ơi? Kìa 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 kìa, đó trời ơi, nó chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó đó đó. Wow. Oh no 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 các bạn ơi. Trời. Wow. Xe chạy mạnh chưa các bạn ơi? Đó đó đó, nó chạy ghê chứ bạn ơi. Đó, ghê chứ bạn. Có bánh xe siêu bự siêu chạy nhanh luôn. Wow. Đó, nó đụng vặt hết mấy chiếc xe luôn. Wow, ghê chứ bạn. Đó đó đó. Wow. Các bạn ơi, chiếc xe container chạy hay chứ bạn ơi. Đó, xe container chạy rất là hay luôn nha. Wow. Hello. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời tất cả các bạn cùng chơi những món đồ chơi mới mình nha. Wow các bạn ơi, ở bên đây có nhiều xe đồ chơi chứ nè. Nhưng mà những chiếc xe đã bị hư rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, một chiếc xe Funny Truck nhìn đẹp chưa nè, có anh tài xế nè các bạn. Chở thêm một chiếc xe, hai chiếc xe các bạn. Đó, dưới này chở thêm hai chiếc xe nữa. Rồi các bạn ơi, ở đây có hộp gì đó các bạn. Wow, một hộp xe container nè các bạn ơi, xe container màu đỏ nha. Đầu cabin màu vàng. Đây có vô lăng nè các bạn. Chở thêm một chiếc xe, hai chiếc xe, ba chiếc xe nhìn đẹp chứ các bạn. Ở bên này các bạn ơi, wow, đây có một chiếc xe container nữa các bạn. Nè, wow các bạn ơi, xe container có đầu điều khiển nè các bạn. Ở đây có chiếc xe container nữa các bạn. Ba xe này có thể mở cửa được luôn nè các bạn. Đó, mở cửa nhìn bên trong thấy ngầu chưa các bạn? Wow, xe đẹp chưa? Khởi động chiếc xe lên các bạn. Đây khởi động đây nè các bạn. Đó, rồi ok. Cái đầu điều khiển kiểm tra các bạn. Wow, các bạn ơi, chiếc xe này còn hoạt động được nè các bạn. Đó. Wow, các bạn ơi, chiếc xe container chạy hay chứ bạn ơi. Đó, xe container chạy rất là hay luôn nha. Wow, đó. Xe container xíu xíu xò luôn. Wow, đang chở đi giao hàng nè. Đó, pip. Wow, hay quá các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy hay ha các bạn ha. Rồi ở đây các bạn ơi, ở đây có gì đây bạn? Wow, ở đây có một chiếc xe container cảnh sát bạn ơi, nè xe cảnh sát nè, chở theo một chiếc xe cẩu múc cát các bạn. Ở xe màu xanh nước biển nhìn rất đẹp luôn nha. Nè. Rồi các bạn ơi, đây có cái cabin của chiếc xe gì đây các bạn? Ê, các bạn ơi, hình như của chiếc xe nè các bạn. Hai đây là xe cẩu múc cát nè. Rồi bây giờ lấy cabin các bạn lắp ráp vô. Wow, xong rồi nè các bạn, một chiếc xe cẩu múc cát ở đây có anh tài xế các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây các bạn. Ai đây chiếc xe cần cẩu đây còn thiếu cabin nè, để mình lấy coi. Nè cái cabin này các bạn ơi, cabin của chú cảnh sát nè. Rồi lắp ráp vô bạn. Đó, nhìn đẹp chưa bạn? Wow, một chiếc xe cần cẩu rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây có cả cabin của chiếc xe gì đây các bạn, để mình kiếm coi. À, bên này nè các bạn ơi, đây là đồ chơi bê tông các bạn. Rồi bây giờ lấy cabin các bạn lắp ráp vô. Wow, một chiếc xe nhìn đẹp chưa các bạn? Đó, đây có chú cảnh sát nè các bạn. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, đây có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đây. Wow các bạn ơi, hình như đây là chiếc Cubus nè các bạn, để chở học sinh đi học á các bạn. Nè, chỗ cho tài xế ngồi lái xe các bạn ơi. Nè, phía trước chiếc xe có đèn xe luôn các bạn. Nè, còn đây là cửa leo lên nè các bạn. Bao chiếc xe này ngầu chứ bạn ơi. Nè, xe này có sáng đèn luôn nè các bạn, có âm thanh luôn. Wow, xe chạy nhanh nha bạn. Các bạn ơi, đây có cái cabin của chiếc xe nè các bạn, để mình kiếm coi. À, hình như của chiếc xe này nè các bạn ơi. Wow, đây là chiếc xe cẩu múc cát nè. Bên tài xế đang ngồi lái xe các bạn, nhìn thấy đẹp chưa? Đây là cẩu múc cát các bạn. Rồi bây giờ lấy cabin các bạn lắp ráp vô. Đó, nhìn đẹp ha. Ở cabin có cái còi xe màu trắng nhìn rất đẹp luôn. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe nè các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô các bạn ơi. Wow, xe ô tô chở theo bạn ơi. Đây là xe cần cẩu nè các bạn. Còn đây là chiếc xe gấp nè các bạn. Rồi lấy xe cần cẩu bạn. Đó, cẩu chiếc xe gấp đây luôn. Wow, ngầu chưa các bạn ơi. Rồi để lên xe này nha. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có cái cabin của chiếc xe đây các bạn. Hình như của chiếc xe nè các bạn. Hai đây là chiếc xe cứu hộ các bạn ơi. Rồi lấy cabin các bạn lắp ráp vô. Đó, nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi tiếp tục nào các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe ô tô màu xanh lá cây. Ở theo chiếc xe gì các bạn? À, đây là xe gấp nè các bạn. Đó, xe gấp đá nha. Wow, rất đẹp luôn nha các bạn. Nè. Rồi các bạn ơi, ở đây có hộp gì các bạn? Wow các bạn ơi, đây là chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe này xe cần cẩu các bạn ơi. Chỗ này cho tài xế ngồi điều khiển cần cẩu các bạn. Rồi chỗ này cho tài xế ngồi lái xe nè. Lơ xe sẽ ngồi bên đây các bạn. Wow, xe này xe của cảnh sát nè các bạn. Rồi chiếc xe cần cẩu chúng ta đang cẩu chiếc xe gấp là nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, rất là mạnh luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục nè các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe đây các bạn. Wow các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cảnh sát nè, xe container cảnh sát các bạn, police nè các bạn. Xe chở theo một xe cảnh sát, hai xe cảnh sát nè. Dưới này có thêm hai chiếc xe cảnh sát nữa. Rất là ngầu luôn đó nha. Rồi các bạn ơi, ở đây có hộp gì đó các bạn? Ô các bạn ơi, đây có một chiếc xe ô tô chở theo xe gì đây các bạn? Đây là xe ủi cát nè. Đó, nhìn ngầu chưa các bạn? Wow. Rồi các bạn ơi, đây có gì đây? Ê, cái này là cái bánh xích của chiếc xe nè các bạn. Hai đây là anh tài xế đang ngồi lái xe nè. Rồi gắn bánh xích vô được các bạn. Ok, tiếp tục lấy thêm cái bánh xích lắp ráp bên này vô luôn các bạn ơi. Ok, qua wow, một chiếc xe cẩu múc cát này còn thiếu cái cẩu múc cát nha. Để bây giờ mình kiếm coi. À đây các bạn ơi, đây là cẩu múc cát các bạn. Lắp ráp vô bạn. Đó, ok, xong rồi. Qua wow, một chiếc xe cẩu múc cát nhìn ngầu chưa các bạn ơi. Rồi tiếp tục nào các bạn. Ở đây có gì các bạn? À đây là cái đầu lưu đường nè các bạn. À đây là xe lưu đường nè các bạn ơi. Qua wow, lấy cái đầu lưu đường các bạn lắp ráp vô bạn. Đây, ok. Nè, xong rồi. Qua wow, một chiếc xe lưu đường. Ở đây có hộp gì các bạn? Ủa các bạn ơi, ở đây có một hộp xe cứu hỏa nè các bạn ơi. Đây là xe thang cứu hộ
hộ với bạn, đèn xe cứu hỏa đó bạn ơi, chỗ đó cho tài xế ngồi lái xe biển số là 112A nhìn rất đẹp luôn nha. Qua xe thì chúng ta có thể xoay bệ cẩu đó bạn. Đó, rất là ngầu đó bạn ơi. Rồi các bạn ơi, ở đây có chiếc xe đấy bạn. Ồ các bạn ơi, đây hình như là xe này nè các bạn. Đây là xe cần cẩu bạn, cấp ráp với bạn. Đó, xong các bạn ơi, một chiếc xe cần cẩu nhìn đẹp chưa? Rồi, tiếp tục nữa bạn ơi. Ở đây có gì đấy bạn? Ồ các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở thú các bạn ơi, chở theo một con hươu cao cổ, chở theo con cọp, chở theo con tê giác, chở theo con sư tử, chở theo con hà mã đó nè các bạn. Đó, xe đẹp chưa các bạn ơi? Rồi, ở đây có đồ trộn bê tông. Lấy đồ trộn bê tông này các bạn, bây giờ mình sẽ lắp ráp cho bạn. Nên ok xong các bạn ơi, mình đã sửa chữa xong chiếc xe bê tông. Ở đây có anh tài xế đang ngồi lái xe nè các bạn. Đó, xe trộn bê tông nhìn ngầu chưa? Ở đây cầu thang leo lên nè các bạn. Rồi ở đây có chiếc xe trộn bê tông, gắn bánh xe với xe trộn bê tông, thêm bánh xe nữa các bạn. Ok. Nè. Qua xe trộn bê tông bự quá các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe nè các bạn. Ủa các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe container các bạn ơi. Container chở theo xe cảnh sát các bạn. Đó, xe cảnh sát đẹp chưa? Rồi ở đây có chiếc xe đấy các bạn. Hai đây là xe cần cổng cát các bạn ơi. Wow, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Rồi ở đây có hộp gì các bạn? Wow các bạn ơi, đây là con khủng long nè các bạn ơi. Khủng long vây sừng nhìn ngầu chưa nè các bạn. Đó, cái vây sừng của nó nè, cái con mắt của nó các bạn. Ở đây có gì bạn? Hai đây là cái móc kéo nè các bạn. Đó, móc kéo xe nha. Chở theo y các bạn ơi, đây là chuồng thú khủng long nè các bạn. Để lên các bạn. Bữa này cũng có chuồng thú khủng long nè. Để luôn. Wow, rất đẹp luôn nha các bạn. Rồi ở đây có gì các bạn? Ô các bạn ơi, đây có một chiếc xe chở hàng các bạn ơi. Xe chở hàng cái cabin màu xanh nước biển, thùng hàng á là màu vàng nha các bạn. Wow. Ô đụng luôn chiếc xe khủng long. Ở đây có gì các bạn? À đây là cái bệ cẩu nè các bạn ơi. Ở đây cái cần cổng cát nè bạn. Lắp ráp cho bạn. Đây ok xong rồi. Wow, một chiếc xe cẩu cát nhìn ngầu chưa bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đây có hộp gì các bạn? Để mình coi coi. Lôi các bạn. Đây. Ui các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe chở bê tông. Rồi cái này cái gì bạn? À đây là đồ điều khiển nè các bạn ơi. Ở đây có bịch đá nữa. Khởi động này các bạn ơi. Ok xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy đồ điều khiển mình kiểm tra thử nha. Ui các bạn ơi, xe chạy mạnh chưa các bạn ơi? Đó. Hay nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thử lúc này các bạn. Ui các bạn ơi, bê tông nó xoay nè các bạn ơi. Đây là bịch đá nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ đây các bạn. Đó, mình sẽ đổ đá vô đây nha. Wow, xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút này các bạn. Đó, đồ trộn bê tông đây xay ra các bạn ơi. Nè, đồ trộn bê tông đây xay ra các bạn. Đây đang xay đá ra nha. Đó, các bạn nhìn nè. Wow, hay chưa bạn ơi? Chiếc xe chơi hay các bạn ơi. Cái trộn bê tông này chơi siêu hay luôn. Siêu đã luôn các bạn. Đó, rất là hay, rất là đã luôn nha. Giờ mình sẽ cho xe chạy đi chơi nha. Ê. Đó, wow, các bạn ơi, chiếc xe chạy nhanh chưa các bạn ơi? Kìa. Đó, trời ơi, nó chạy rất là nhanh luôn các bạn ơi. Đó. Wow. Các bạn ơi. Wow. Chạy mạnh chưa các bạn ơi? Đó, nó chạy ghê chứ bạn ơi. Đó, ghê chứ bạn. Wow, các bạn ơi, kìa. Đó, chiếc xe chạy ghê các bạn ơi. Wow. Ôi các bạn ơi, trời, nó chạy nó bị xúc cái cục pin ra luôn các bạn ơi. Không được rồi. Thôi mình để chiếc xe ở đây nha các bạn. Rồi tiếp tục nè các bạn ơi. Ở đây có chiếc xe đấy các bạn. Wow các bạn ơi, đây có một chiếc xe cảnh sát các bạn ơi. Chở theo một chiếc xe đua nhìn đẹp chưa nè. Rất là ngầu luôn nha các bạn. Rồi ở đây có một chiếc xe chở rác. Đây gắn một cái xe. Đi cái bánh xe đó các bạn đây. Ok các bạn ơi, ở đây có hộp gì đấy các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ô một chiếc xe gì đây? Ô các bạn ơi, một chiếc xe siêu bự luôn nè các bạn. Ó xe siêu ngầu luôn. Rồi ở đây có cái đồ điều khiển đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động lên các bạn. Đây khởi động lên các bạn ơi. Rồi kiểm tra coi. Ô các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, kìa. Wow, chiếc xe còn hoạt động được các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Nè, chiếc xe này chạy còn mạnh lắm nha. Đó, nó siêu sức mạnh luôn. Wow, hay chưa bạn? Wow, cái bánh xe siêu bự, siêu chạy nhanh luôn. Wow, đó, nó đụng văng hết mấy chiếc xe luôn. Wow, ghê chứ bạn. Đó, hay chứ bạn ơi. Rồi các bạn ơi, chiếc xe đang chạy bị mắc kẹt ở chỗ này luôn nè các bạn. Nó xoay bánh siêu sức mạnh luôn các bạn ơi. Rồi không được rồi, thôi mình để nó đây nha các bạn. Bây giờ mình phải về nhà ăn cơm học bài lại bài tập nữa. Bye bye, chào được các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.